Giới thiệu kinh cho nổi lên cơ quà. Giới thiệu kinh cho nổi lên cơ. Kinh chìm. Thiện nguyện. Thiện nguyện Lê Trang kêu bạn mẹ 500 bằng bạn. Rồi kêu quên gia đình gửi luôn, đánh tích luôn. Trên tiên giới thiệu đi. Giới thiệu nhiều người đăng ký kênh chị ơi. Nhà đăng ký kênh của chị Trang đi nha quý vị. Thiện nguyện Lê Trang. Có giống chị Trang hay quay những cái cuộc thiện nguyện từ thiện mà kinh bị chìm quá. Có tuổi không có tên, có tuổi không có tên. Xin chào kênh của Thiện Nguyện Lê Trang, ai có coi là theo dõi hàng của phát trực tiếp á, Thiện Nguyện Lê Trang gọi là YouTuber hiện tại. Thiện Nguyện Lê Trang đi chìm quá. Thế quà đi, quà về xuống tiền quà xuống rồi Lê Trang lên đi. Dạ. Nam đọc à.
lời hay ngắn có âm thao để truyền hậu thế dàn thao mở rộng tu đầu tướng gió chuẩn bị vào chương trình luôn cái gì giờ đến giờ Phan Chí Tâm đang chờ đợi mấy cô vô ghế ngồi đang chờ đợi ha, cho cái nhà xem ngồi chuộng chút rồi. Từ Kiên Giang về đây đó. Lâu quá quay phim này từ Kiên Giang. Lâu quá mới đặt xếp bò. Quá mạnh mẽ rồi. Từ Kiên Giang mà trở về đó. Xếp nhí. Căn cứ nghị định số 162 trên 2017 trên anh này đây là đạo quả di quân căn bản thiết gia nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật. Coi chân đừng đắng lửa xe đeo.
cảm ơn mình đã. Chúng tôi xin cáo từ hôm nay giới thiệu hai cặp giảng viên mà thầy đồng đạo Long mập nước quá cộng hòa hai. Kính thưa quý vị, đã liên tục chương trình đến đây là đến phần thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo với đề tài muốn thoát muôn màu. Kính thưa quý vị, thì là giới thiệu bữa nay thuyết dễ hả? Giáo lý viên ưu tú của ban trị sự ban hội nghị giáo lý ban trị sự trung ương thì chúng tôi cũng không có thể nói gì hơn là chỉ xin trân trọng kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm, ban hộ trì giáo lý ban trị sự trung ương đến diễn đàn, xin trân trọng kính mời. Dù động cái tâm nó yếu quá. Giờ là giờ đã kết thúc đề tài rồi vậy. Điểm tâm xong. Nói chứ. Các bạn phải ăn cơm thôi. Uống nước gì lại đó để ba. Giờ là hội trường đã xong rồi quý vị. Kết thúc. Giờ bán ngủ ha. Giờ bán ngủ. Chàng ai nói lại kiếm. Nhìn cháu đi hay về. Bên ban tổ chức thì đã dọn điểm tâm tối quý vị. Cháu dọn ra quý vị. Để ốc cho chắc. Ngoài trường ngồi quý vị.
Ngồi đi mấy cô. Dùng cháu khuya đi hả về. Cô dung quá à. Kết thúc đề tài về làm đi. Ngồi đi, ngồi đi con. Ngồi đi chờ con nữa mấy cô kia ra đây. Rồi giờ biết đã hoàn thành rồi. Nè mấy cái cô ngồi dồn đi cho. Mẹ ngồi. Thôi mẹ ngồi. Mẹ ngồi đi. Mẹ ngồi đi. Mẹ ngồi đi.